Chào bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt T80W này bên mình với cái phần mềm Sabo F&B để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì cái phần mềm Sabo F&B các bạn chỉ có thể in được cái máy in mạng LAN hoặc là cái máy in Wi-Fi thôi nha. Bên mình có hai dòng, là một dòng là máy in gắm dây mạng LAN, một dòng là Wi-Fi, các bạn không cần phải gắm dây mạng LAN nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in T80W này của mình và hướng dẫn các bạn lắp giấy nè, kết nối nguồn điện nè và cài đặt IP, kết nối dây mạng LAN nha, để in cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm Sabo F&B nha. Ok các bạn, thì đây là cái máy in nhiệt nha các bạn. Các bạn không cần phải bơm mực, này là các bạn chỉ cần gắm điện các bạn in thôi nha các bạn. Thì cái máy này là khổ giấy là 80mm nha các bạn. Hiện tại là cái máy này là cái khổ giấy to nhất trong các dòng máy in hóa đơn bán hàng nha các bạn. Khổ giấy 80mm nè, bề ngang nè các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy nha. Thì ở bên hông nè các bạn thấy là có cái cần gạt đẩy nè. Đó, cần gạt đẩy nè, các bạn gạt xuống là nó sẽ mở cái nắp ra, sau đó các bạn để giấy vào nha. Nó có cái thanh ngang á, cái thanh dài á, để các bạn để giấy vô đây nè cũng được nữa. Hoặc là các bạn bỏ cái cây đó, các bạn khỏi để giấy cũng được. Rồi mình để giấy theo chiều này nha các bạn. Mình để giấy ngược là in nó sẽ không ra mực nha. Rồi ok ha. Thì ở đằng sau nó có cái công tắc nè. Các bạn bật cái công tắc này lên ha, để mở nguồn lên nha. Rồi còn cái nút này á, cái nút xả giấy nha các bạn. Đó các bạn ấn một cái là nó xả ra một miếng giấy. Để những cái trường hợp mà mực, cái chữ nó nằm ở dưới á, xa quá, các bạn phải kéo bấm xả ra để các bạn xé cho nó không bị xong không bị mất chữ nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào xuống sau nha. Thì ở đằng sau đây á, cái chỗ này á, mình hiện tại mình đang cắm nè, là cung cấp điện nha các bạn. Cắm nguồn nè, cắm sạc adapter nè các bạn. Đây, hiện tại mình đang cắm nha. Các bạn cắm vào nha. Rồi, cái cổng này là cổng kết nối két nha các bạn. Rồi, còn cái cổng này á, là cái cổng kết nối USB với máy tính để các bạn in hoặc là cài đặt cái máy in nha. Rồi, còn đây là cổng mạng nha các bạn. Đây là cái cổng mạng, đây là máy in USB LAN nha các bạn. Thì hiện tại bên mình có hai dòng, là dòng cắm dây mạng nè. Các bạn cần phải có một cái cọng dây mạng như thế này. Các bạn cắm vào, một đầu bạn cắm vào trong máy in, một đầu còn lại á, các bạn cắm vào cái modem wifi ở nhà của các bạn nha. Có nghĩa là bạn phải kéo một cái dây mạng từ cái modem wifi tới cái máy in thì các bạn mới sử dụng được nha. Thì bên mình còn có một dòng nữa là không cần phải gắm dây mạng này. Cái máy đó là cái máy kết nối wifi nha các bạn chỉ cần kết nối wifi, các bạn chỉ cần gắm nguồn điện như thế này rồi. Các bạn không cần phải gắm dây mạng LAN này, các bạn chỉ cần gắm nguồn điện thôi. Sau đó cái máy in nó sẽ tự động kết nối với wifi ở nhà của các bạn á. Sau đó các bạn in thôi nha. Rồi ok, thì những bạn nào mà mua máy in này bên mình á, mình sẽ cài đặt IP tỉnh cố định cho các bạn luôn. Sau đó các bạn về, các bạn chỉ cần gắm điện và cắm cộng dây mạng vô các bạn xài thôi nha. Đó, thì những bạn nào mà mua máy bên mình á, thì cung cấp cho mình cái thông tin wifi. Các bạn vào trong cái điện thoại á, các bạn bấm vào chữ Y nè. Đó, các bạn chụp cho mình thấy được cái địa chỉ IP nè, cái lớp mạng nè, cái bộ định tuyến. Mình sẽ cài đặt cho các bạn về, các bạn chỉ cần gắm điện vào các bạn xài thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái phần mềm sổ bán hàng để các bạn in hóa đơn bán hàng nha. Thì sau khi mà bên mình đã cài đặt cái địa chỉ IP cố định cho cái máy in này rồi á, thì về các bạn gắm cộng dây mạng vào kết nối với cái modem wifi của nhà các bạn. Shop mình phải cài đặt cái địa chỉ IP thì cái máy in này mới, các bạn gắm cái cộng dây mạng vào mới sử dụng được nha. Còn bên mình không cài á, thì không có kết nối được nha. Hoặc là những bạn nào muốn cài á, thì bên mình sẽ gửi cái video hướng dẫn cho các bạn tự cài nha. Rồi ok, thì cái máy in này á, mình đã cài rồi. Bây giờ mình sẽ gắm cộng dây mạng kết nối cái modem wifi vào để mình in thử cho các bạn xem nha. Ok các bạn, thì sau khi đã kết nối nguồn điện và lắp giấy vào rồi á, thì bây giờ mình sẽ gắm dây mạng vào nha. Cái dây mạng này các bạn phải kéo từ cái modem wifi tới máy in nha. Thì những bạn nào mà không muốn đi dây á, thì các bạn có thể mua cái máy in wifi bên mình nha. Máy in bên mình wifi á, thì các bạn chỉ cần gắm cái nguồn điện thôi, không cần phải gắm dây mạng LAN này nha. Thì cái máy wifi á, thì nó mắc hơn một xíu nha mọi người.
Các bạn để ý nè, nếu mà dây mạng nó hoạt động á là nó sẽ, cái đèn cam các bạn gắm vào nó sẽ chớp nè, còn cái đèn xanh nó sẽ sáng liên tục, đèn cam nó sẽ chớp là cái dây mạng của mình nó hoạt động nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái tờ giấy in test ra để xem cái địa chỉ IP của máy nha. Thì cái địa chỉ IP máy này bên mình sẽ hỗ trợ các bạn cài luôn nha. Bây giờ các bạn tắt máy nè, các bạn bấm giữ cái nút fit này nè, rồi một tay bật công tắc lên, rồi đèn đỏ chớp buông ra. Rồi đây là cái địa chỉ IP máy nha, 192.168.1.245. Mình sẽ lấy cái địa chỉ này mình nhập vào cái phần mềm Sabo S&P để mình in cái hóa đơn bán hàng nha. Rồi các bạn vào cho gỗ ba gạch nè. Rồi máy in. Rồi bây giờ ở đây nha các bạn, các bạn đặt tên máy in nè. Tên máy in thì các bạn đặt tùy ý nha, các bạn muốn đặt gì đặt. Rồi các bạn chọn khổ giấy là K80 nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhập cái địa chỉ IP vào nè. Địa chỉ IP y chang như ở trong cái tờ giấy nãy nha mọi người. Nè 192 nè, có dấu chấm bạn qua đây. 168.1 qua đây, 245. Rồi bọt để là 9001 nè. Rồi kết nối. Rồi bếp thì cũng vậy luôn nha. Mình cũng đặt tên nè, rồi sau đó khổ giấy nè, đặt địa chỉ IP nè, 192.168.1.245. Thì bếp các bạn in máy khác đó, thì địa chỉ IP khác đó, thì các bạn nhập vào nha. Rồi kết nối thành công nha. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình định thử cho các bạn xem nha. Mình sẽ lấy một cái đơn cũ mình định thử cho các bạn xem nha. Đó các bạn thấy không, mình bấm in cái là nó sẽ in ra liền luôn thấy không nè. Đó, máy in rất là nhanh, khổ giấy rất là to nè, chữ đậm nét và rõ ràng nè, in rất là nhanh luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái điện thoại Android nha. Thì trên điện thoại Android nó cũng vậy các bạn, các bạn cũng vào trong cái chỗ dấu ba gạch đó, các bạn vào máy in nè, các bạn kết nối quầy thì các bạn kết nối quầy, đặt tên máy in nè, rồi khổ giấy 80, địa chỉ IP 192 chấm, ở đây các bạn buộc phải bấm dấu chấm nha. Hồi nãy bên điện thoại iPhone các bạn không cần phải bấm dấu chấm, tại vì nó có chấm sẵn cho các bạn rồi, bên này nó không có chấm nên bạn phải bật dấu chấm nha. Bọt 9001, kết nối nè. Bếp thì những bạn nào ấy thì nhập vô nha. Rồi cho anh thử nha. Rồi nha mọi người. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả, click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng tới tận nhà luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.